Chơi Halloween tại phố Tây thành phố Huế. Tối hôm nay là tối 31 tháng 10 với những hoạt động hát hò, đường phố cũng như là các cái hoạt động, các cái nhà hàng ở đây. Trời ơi, tạnh ráo, mặc dù chiều nay là có nhiều cái trò mưa rất là lớn. Trời ơi, đây là tuyến đường phố Chu Văn An. Dạ, một trong những tuyến đường phục vụ cho phố Tây. Đó, nơi hóa trang này. Đủ cả kiểu luôn. Wow, rất là nhiều cái hoạt động. Bye.
đi. Đây, đây. Đây là nơi hóa trang không? Về đó. Trời ơi. Mấy chú về cho thân hóa trang. Tuyệt thời tuyệt đẹp với la mắng như ri trở lên thì làm sao nghèo được. Dạ. Ôi trời. Ôi trời trời trời. Đi làm chi đó đi bạn kia à? Đi chơi hả? À. Rồi hả? À dạ, con khỏe không? Anh như là giỏi lắm đó. Đúng rồi. Nhìn em bà đi. Sợ chứ. Trời ơi, phổ tay. Bất ngờ về thời tiết ở Huế tối hôm nay luôn. Tiết trời đẹp ấy. Đó. Đang hóa trang nó mà khóc. Sau này bình thường đi thể nhẹ nhàng này. Qua bên khu vực bên kia thì nó rộn ràng hết. Đi vòng lên cái chỗ Nguyễn Thái Học á. À, đấy là khu vực đầu đường và cuối đường Chu Văn An chúng ta vừa đi qua đó. Đó. Rồi, rồi. À, đây là Nguyễn Thái Học này. À, nhiều cái cửa hàng đang làm đó chứ không không nữa đó. Dồn nhịp nữa tại khu vực trường Nguyễn Thái Học. Hóa trang đủ các kiểu luôn. Tuyệt vời đẹp kể ra phố Tây ở Huế. Phố Tây ở Huế khá là gắt. Quá là gắt gao luôn. Những cái nhà hàng Tây, nhà hàng là nước ngoài. Đường Nguyễn Thái Học. Úi giời, vậy những cái nhà hàng khách sạn lớn. Úi giời, đi từ từ thấy đẹp ghê. Đây là nhà hàng à. Nhà hàng này hơi vắng nè. Hoang phủ à.
nhà hàng nó toàn gỗ không. Đó. Đúng chất của phương Tây là lễ hội hòa tan. À đi về đoàn, à, đi về à. Nhà nó có cái má rồi đó. Nhà hàng Tràng, Quảng Tràng, nhà hàng Kinh Đô. Có robot như vậy nữa. Đây là thành đường vào thứ 6. Rồi, nơi nào có hạt nằm đi. Rất là đông. Kinh khủng. Phạm Ngũ Lão.
Có nhiều nhà hàng Tây nè. Tây về đây cũng thấy vì thấy ta là cũng choáng luôn. Ta chơi ở Tây. Dạ. Lễ hội mà nằm tại phố Tây thì vợ trần rồi với người ta rồi. Ta cũng chơi ghê lắm. Nhiều hoạt động. Đó. Má mì chứ nè. Phạm Ngũ Lão, rất nhiều khách sạn lớn. Đây là như trẻ em, họ tán hết, vui chơi. Ôm chà. À, đêm nào mà phổ tay hoạt động là ăn uống sướng chứ. Tiệc tơi rất là đẹp lắm, trong những ngày cuối tuần cũng như ngày hôm nay. Dạ, ba con thoải mái vui chơi luôn. cái lễ hội này thì chủ yếu trẻ em nó thích lắm, hóa trang kiểu như má mì. Ồ trời, đông ba. Còn ba đó, đặt tên là đông ba hay kìa. Đấy. Quên à? Con quên à? Tây đấy mới thấy người Tây ít ha. Tại Quảng đi ăn dẹt đi mà nhiều này. Đó. Hóa trang đi bạn đâu nè. Phục vụ. Đây đi một rưỡng. Gào gào. Rồi bên đây là âm nhạc này. Đáng kiên này.
Thank you.
xưa. Nó hơi được hoạt động chiếm đấy năm trăm lý. Rồi sau đánh bom gậy luôn. Đánh bom gậy nấu lắm. Rồi sau năm 91 mới phục dựng lại năm này. Xưa gậy đối. Gậy hứa hẹn. Làm lại chán rồi. Sau đó Việt Nam làm năm 91 cũng làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.